ông nội giỏi được mang ruột chữa lên quán hồng nè, mình dắt ra đứng coi nè, đứng coi gì cái ruột ông nổ liền, coi gì nó còn được không, nào còn mình dắt chạy lại 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 bị ông sáu lù mở bớm mà quẹo rồi cha mắt sáu lù gì chơi á, đuôi chủ nhật thứ bảy đi đuôi với tôi gặp sáu lù về, sáu lù tướng cao như mèo nữa, em ơi tính 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 lại lại chúng hỏi nè. Lâm Hương lẹ cũng như là phá hoài. Thứ ba đủ má ổng đang mang dưới chạy xe ba cảnh cáo bông xanh xích bấm ông á. Ông ba mạnh đủ má đưa 5 triệu. Nó mày lấy 5 triệu này. Cho ổng mới tiền đâu, lấy 5 triệu rồi về mình đưa cho anh Tính. Ông thương cốt lắm, sĩ nhỏ này, ông ba mạnh lắm. Đưa ngay cho Tính nhìn luôn rồi, nhìn Lâm Hương đi, ổng để quýnh tập lửa ổng thôi. Cha giỏi ăn luôn. Ăn rồi gì cũng đưa thôi. Sáng thứ tư lại cái rờ bóp ngựa Lâm Hương rồi bóp ăn luôn. Nhớ ngồi dòng ngựa đau lê không rờ cũng được. Quánh thuốc rượu luôn bể, giật giật cái giòi. Alo. Chú gãi nhảy gãi liền tới bà Diêm gãi. Chú nuôi nuôi cho ta ăn được gạo không có ăn. Giờ nuôi gái ngựa đua không có tiền. Mỗi nuôi nuôi cho họ. Anh nuôi đua, đua đàn bà ăn gái. Ờ được nè. Đủ má không có đưa tiền tôi. Chủ nhật tôi chở xuống mà nuôi độ tư nhật xuống đứt 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 giờ đó đứt như tháng năm giờ đứt chắc tay đứt là coi hoài mà tư có tính không giỏi như vậy không do ngày lớn anh tính cho quẹt đề thương ngày lớn tôi nó biết ông ở dưới nhà nó chứ đâu mà chịu về gặp nhau chứ là nói ba mạnh đâu trong nhà canh cái ông ba mạnh ra nó ngay chỗ cái nhà canh ra rồi cái góc điểm bự ưa có ngựa nào tôi trói trong Lòng Hương đó trói Lòng Hương để cho đeo đó là cái nổ á nổ nó dắt nổ ở trong đen này nhỏ thì kêu nắm Lòng Hương nói ông ba mạnh ý là đồng điểm tính ý là mướn vậy mà mạnh đi mà đâu có nói tôi ông biết tôi kêu ai thở luôn tôi phải thở tôi là ngay ngày ba mạnh luôn mà đủ mẹ nó bực phương bãi nó để nó cẩn thêm bếp luôn ngựa đó chú ông giỏi vẽ qua vẽ lại sao không cho kêu này là giao giỏi gì đất kêu đổi này nó đi thấp đi ngay là tôi phương bãi giờ đó Lâm Hương chú nào thật cũng tức chồng thứ ngày cũng tức đâu là ông chết cũng như đua xe à kêu bằng thằng quỷ gì ở dơ mà con của ông ấy ở quẹo á thằng cái thằng đen đen ở dơ gì quê thằng chung mày mà dở luôn thằng gì thuốc giá thằng tặng thuốc giá cá ở quẹo đó con nữ tôi nói có con nữ bãi với mình cũng bãi ông đậu này nó bực đường ngàn Lâm Hương lẹ lắm nó cởi tình đen giỏi sửa làm sao không cho cả bắt em nguyên đồ đẫm lên cởi cặp ngựa rồi giỏi mang không gió lầu vô căn đi lại tao không lướt không à tôi gặp ông sáu bù bữa thứ bảy ông nói nè mày ra ngay Ngọc Thiết mày mua 6 ống đường xa bự đường xa mà đừng mua xanh rồi đường xa trắng á đường xa đỏ đó 2 hũ đép con chim mày về ai em tôi biết kêu hốt chết nè tôi bắt tôi kẹt đồng bàn luôn kéo da ra mày bơm phụ hai cái gì sao ơi mày chở luôn có nhảy một cái hả thụ má mà mạnh chịu cả cái bắp nhỏ ốm này kêu ốm lại đậu cái be này cái kết ba mạnh đậu ngược lần sau á ông chịu chạy ơi con tính cũng 5 triệu chú đưa chạy mà cũng không chết nói 3 triệu chú cho chú mua được ngựa chú 300 chai con ông quánh cặp ngựa ông 300 chai chiều về 6 giờ lái xe du lịch ở đây mười mấy thằng ngầu đầy hết đó ông giỏi ông ăn ruột chạy luôn nhà được xèo tốt ông nói lên tới nhà tôi về tôi dắt Lâm Hương về mà ông què lõi đồng tôi chở xe tôi đưa vô chuồng xong tôi quánh gần lấy xe hầu đó xe rồi tôi ta chứ đâu có mẹ giờ lấy đậu trước xe màu là tất cả
sao ông tự xấu hổ rồi đụ má mà nó không cánh không. Cái cục tay nó mà lớn như này. Đùa gặp nhà đùa nhà bà, nước nước mình thanh không vô mà thôi. Rồi còn có thuốc. Có khi nó mà người chú ba đi nhà uống nước mà thôi. Ê mày, giỏi có gì nhỏ này có đâu thì nó ở gần đây mà đụ má. Ông mới khuya sáng á, ở sáng nhà lực, không biết lực là thằng Thượng Thương giờ đó. Ở sáng nhà rồi, ông nói thâu được, người ta hỏi, tao biết vậy thôi. Trời ơi, đụ má, thằng này nó muốn bể cái ruột đó mà tao mà nó dám giết tao luôn tính. Ý tưởng đưa tiền con rồng. Tao đưa cho nó 5 triệu bữa thứ ba, kêu về đưa ngay cho con uống cà phê đi. Rồi chú làm con ngựa chú trúng, rồi chú cho mày thêm chỉ, đủ cho tiền thêm. Thời con có gặp đâu phải thầy chú ba cũng biết số điện thoại con điện con khỏi thằng ổng là con cũng lặn được mưa rồi cho còn mà để chú ba cũng cá lớn thì được con